Rồi thì chào anh em và các bạn nha, quay trở lại video theo của mình nha. Hôm nay ăn Tết xong biết làm gì, ra đi câu cá bạn ơi. Mình làm xong đi câu cá. Rồi chào bạn nha, giờ đang đến ao lỡ một lần này. Giờ đây lục bình trôi dạt nè, ít quá, còn mới cho mày. Đây còn có chỉ có mồm luôn mày nhóc mày. Hồi anh em tôi móc lỗ công nó thử coi sao nha mày. Nó móc lỗ trong đó đó. Rồi chào mọi người nha. Đó, giờ chuẩn bị lấy đồ chơi thôi, mồi câu bữa nay mồi dế vậy, mồi nhữ bên nữa là cá mới đồ đạm các bạn. Lúc lúc mà rồi trời ơi dữ lắm mà cá rô các bạn ơi. Wow, lâu quá mới lại điểm câu này câu nha các bạn, cá rô chào bá luôn. Sao đây sang thôi bạn lấy cái bọc đi sang ơi. Nè bạn, cái rô thứ già luôn mày. Các bạn, hết sức cái rô đồng nó ú, nó mập cái lưng nó kìa các bạn ơi. Mình do luôn. Đưa tay em vô rồi. Nó bạn, ghê không? Rô đồng kinh khủng chứ. Rồi chào bạn nha, gỡ thôi mở hàng con đầu tiên. Con đầu tiên mà gì là mừng lắm nha các bạn. Ôi vô nó bự. Rồi trọng rồi nha. Nữa là sao? Nữa rồi mày. Sàng này hay quá, chị điểm hay quá. Hết sức ngon mà, trắng tát không? Thả xuống rồi rút mà. Chị trắng. Người ổ chị trắng luôn mày. Cá đuôi hồng như bọn như lợi tùm lum chứ mày. Chổng có năng trong lục bình giống con ginh giống mày. Ôi ôi. Ủa nãy có giải không? Có. Rồi bạn cá ăn bạn. Chê lứa, rồi xảy luôn. Thúi gì chứ. Chê bự các bạn. Ủa, sao giờ nãy giờ xảy quá trời nhiều vậy? Ôi ui con này nó đẹp bạn ơi, trắng đẹp ghê luôn á. Rồi sẽ gỡ các bạn. Ghê đẹp không? Quá trời im luôn. Rồi sẽ gỡ các bạn. Nó cá ăn nữa các bạn. Chơi đem gì hả? Ôi, chơi này thả hầm ngon á. Rồi con tiếp theo nha các bạn. Giống bị ghẻ chưa? Bị cùi chứ không phải bị ghẻ. Tháo hái luôn ạ. Nó bị gì á? Tháo hái luôn ạ. Rồi chào các bạn nha. Người Trung Quốc nữa. Lụm à, lụm nữa các bạn ơi, lụm nữa các bạn ơi. Quýu, trời ơi, vậy mà xảy sang. Con gì? Thôi ngược sáng xíu nghe các bạn. Nó. Trời ơi, gì xảy hoài ta? Bị bệnh. Không biết anh nào mà. À, không biết ông bé hai gì đó. Dạ bé Tư đúng biết. Dạ. Mẹ. Con giáp còn dài rủ qua la hoài á. Cá đuôi hồng. Cá diêu hồng. Đi mù mắt. Đuôi mắt luôn. Rồi lắm dừng đi. Gà xuống phao. Cá ăn các bạn. Cá gì chả ăn gì kỳ trời.
đang đội phao dữ. Quấn vô hồng dữ. Trời á. Trời ơi, xéo xẻo phao. Bấm dừng đi cái đi hậu quay đó. Dạ. Căng bạn, căng bạn. Rồi à, mày đỡ không mày? Cá nha mày. Cũng chơi cá luôn. 8 triệu. Cái chưa. Tao biểu nó bên coi. Sao sức khỏe mày? Họ có điện giùm nhau. Mà chừng nào điện về vậy. Thì bá nhà. Rồi đi. Rồi bấm dừng đi. Trời ơi có chút xíu mà. Xíu chạy dữ ta. Các bạn. Lớn chạy dữ. Chạy giống như là chạy nợ vậy đó. Rồi, sẽ gỡ các bạn. Con tiếp theo nha anh em. Đó, gà xuống phao. Cá ăn các bạn. Cái gì chả, cái gì kỳ chả. Đội phao dữ. Quấn vô hồng dữ. Trời á. Trời ơi, xéo xẻo phao. Bấm dừng đi cái đi hậu quay đó. Xuống máy xuống mà quay trên chờ không à. Cái cây hồng các bạn nó quậy cũng có tác dụng mà nó cái chê vô lỡ mà. Ngon cá. Bên kia nó có chín kìa. Bên cá thế nào bạn? Rồi sẽ gỡ lên em ơi. Cá chê nữa nha. Trời ơi thả xuống là nó quất các bạn ơi. Nghi chắc điêu hồng nữa quá. À, tháng còn này hết sức đúng hết thế to luôn mày. Ôi giời, con ăn rồi. Bạn thấy không? Ơi cái chê. Rồi, lên cá mày. Trời ơi, sảy quá. Nãy giờ sảy hơi nhiều quá. Mới vừa mở máy ra, tán cái bọc. Thôi trời ơi, cái gì nữa. Gỡ đi. Thử xử đi.
chơi mày. Trắng đã sướng. Để im đi cưng. Nước cạn rồi đó mày. Nước máy nước cạn rồi đó. Xây hơi nhát thôi. Thả xuống đi cưng. Đó các bạn. Lúc trời ơi chắc lắc mày. Ôi cái dèo luôn. Nè. Trời ơi gì á. Ăn nó chạy đụng cái cây quá luôn. Lên tim quá luôn bạn, mình không nó không sóc lử nhã. Lên tim luôn trời. Chơi kỳ quá. Cái điều hồng thì thôi luôn bạn ơi kìa. Đỏ con. Lụm lụm mày lụm mày lụm mày lụm mày. Kỳ vậy. Ngắp xong rồi nhả kỳ vậy. Trời ơi ghét không luôn. Nắng hồi nọ bạn thấy không, tim tim con cá chơi quằn nữa về luôn. Để xem, để xem nó ngò tháng giới mình không nha. Làm con nữa nha các bạn ơi. Sướng rồi. Bọc cá luôn rồi. Đây. Sớm tới giờ là hai anh em tôi câu bên đây. Giờ nắng quá chịu hết nổi rồi. Giờ vô đây một tán bọc rồi. Có một cái gô mời mở hàng đầu tiên các bạn. Bây giờ nó tàn khúc khúc sao tàn cá chơi không. Nó bạn vô bọc rồi. Bọc rồi. Bọc bánh kia các bạn. Đó. Nhìn nó mày. Gỡ. Cá chơi tiếp tục nha mày. Ôi vô mấy con điêu hồng này trời. Phá mồi mình các bạn coi nè. Ôi ơi. Hết mồi bà ngựa này, bà con kiếp chuyện nữa trời. Lấy thịt mà tôi coi. Không mà hút rồi. Trời ơi. Rồi hút mồi mình nữa. Ghê quá. Còn cái da thả xuống ăn không. Giờ được chào bạn nha. Giờ được về các bạn ơi. Hết dế. Nó giờ dính cá chê nhỏ cuối cùng luôn. Đó giờ chuẩn bị về. Mà mốt xuống này chiến tiếp các bạn. Đó điểm câu ao lỡ xong cái các bạn. Cá thả xuống là giật thôi. Cá chê cá rô. Mở hàng con cá rô đầu tiên. Rồi thành quả của anh em tôi.
sớm tới giờ là đây, một bọc cá đây đó. Rồi chào bạn nha, xuống về em ơi. Ừ, ngủ kìa, đừng phá không. Xuống gỡ cá về ơi. Anh gỡ đi. Đó. Thầy sư phụ rồi, thầy sư phụ nằm rồi. Giờ có cách nào mình cho anh sư phụ không không mày? Rồi được, chào bạn nha. Giờ anh em xin bị về bạn ơi. Chào mọi người nha. Nó. Giờ sư phụ đang nằm giỏng, không nằm chờ queo không ngủ. Rồi chào mọi người nha. Con về ra cô Tư. Xong. Giờ một chuyến công. Thằng trai ở ao lỡ. Sớm giờ ngầu này nè bạn, nắng muốn xỉu muốn chết luôn á. Nắng 1 giờ trưa, 1 giờ chiều á. Câu gì đâu mà đen thù lùi, nóng da đỏ hết trơn mày. Nó giờ câu được một bọc cá cũng khoảng gần 2 kg. Con cá rô thử đầu tiên mới hàng, còn như là cá chê không. Rồi anh chào quý vị nha. Every single day.